Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Đức Giêsu đáp: Sao anh gọi tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ. Anh ta nói: Thưa Thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, rồi anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải lắm. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Nghe người nói vậy, các môn đệ sững sờ. Nhưng người lại tiếp: Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chưa qua lỗ kim còn dễ hơn người vào nước Thiên Chúa. Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được. Ông Phêrô lên tiếng thưa người rằng: Thưa Thầy, Thầy coi phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, cha, con cái hay ruộng đất vì Thầy bị tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu đời sau. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, tôi xin chia sẻ với anh chị em 4 điểm trong phần phụ du lời Chúa của ngày Chủ nhật 28 thường niên 5B. Điểm thứ nhất là bài đọc 1, trích từ sách Khôn Ngoan chương 7 câu 7 cho đến câu 11. Vua Salomon ca ngợi Đức Khôn Ngoan. Chúng ta tìm hiểu mấy điểm. Thưa anh chị em, bài đọc 1 hôm nay trích từ sách Khôn Ngoan, một cuốn sách được viết vào khoảng 50 năm trước Chúa Giêsu Giáng sinh. Như thế cuốn sách được viết sau triều đại của vua Salomon đến 900 năm. Tuy nhiên, cuốn sách ghi lại cuộc đời của vua Salomon và đề nghị người đương thời lấy đó làm gương. Bài đọc 1 chúng ta vừa nghe là một giai thoại trong cuộc đời của vua Salomon. Chúng ta đang ở giai đoạn đầu của triều đại vua Salomon. Sau khi dẹp tan nhiều âm mưu hiểm độc trong chốn cung đình, Salomon lên ngôi vua. Ông đến Gibeon để tế lễ cho Đức Chúa, vì chỗ ấy là nơi quan trọng nhất, cái nơi cao quan trọng nhất. Ông dâng cho Chúa 1000 lễ vật toàn thiêu trên bàn thờ tại Gibeon. Đang đêm, Đức Chúa hiện ra báo mộng cho vua Salomon và bảo ông: Ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho. Salomon xin Đức Chúa ban cho ông một tâm hồn biết lắng nghe và biết phân biệt phải trái để cai trị dân Chúa. Tức là ông xin Chúa ban cho ông ơn khôn ngoan và minh mẫn. Lời xin của vua Salomon rất đẹp lòng Chúa, vì Chúa đã ban cho ông không chỉ ơn khôn ngoan sáng suốt, mà còn ban cho ông giàu sang, vinh hoa, tột bậc. Và triều đại của ông là triều đại huy hoàng nhất trong lịch sử Israel. Việc Chúa hiện ra với Salomon trong giấc mộng đó nhắc chúng ta nhớ lại những giấc mộng khác ở trong Cựu Ước, như giấc mộng của ông Gia-cốp mà sách Sáng Thế kể lại. Sau khi ông chiếm quyền trưởng nam của người anh song sinh của mình là Ê-sau,
vì sợ người anh của mình giết chết. Bà mẹ là Rebecca mới giúp cho ông chạy trốn, đi đến miền Lưỡng Hà, đến nhà người cậu là Laban. Và trên đường đi thì đường nó dài lắm, ban đêm ông ngủ, rồi ông nằm trong một trong cái giấc mơ, giấc mộng đó, ông thấy có một cái thang bắt từ đất lên tới trên trời, và trên cái thang đó có thiên thần đi lên đi xuống. Và khi sáng ông dậy thì ông lấy cái gọi là cái hòn đá gối đầu đó, rồi ông đổ dầu trên đó, để rồi ông sức dầu. Và ông nói đây là nhà của Chúa, đặt tên cái chỗ đó gọi là Bethel. Rồi sau khi mà ông ở bên nhà ông cậu Laban và cưới cái vợ xong rồi, xong xuôi lập nghiệp rồi, sau đó ông phải trốn khỏi nhà ông Laban là ông cậu của mình. Ông cậu này không có tốt, rồi phải trở về nhà sau nhiều chục năm, thưa anh chị em. Rồi ông cũng thấy giấc mộng, và Chúa cũng nghĩa là hiện ra để mà khi mà tới khe suối Giáp Bốc đó thì ông ở đó ban đêm, và Chúa cũng hiện ra với ông mà giống như là đánh nhau với ông vậy đó. Và trong khi mà ở tại cái khe suối Giáp Bốc đó thì ông đã được Chúa đổi tên, gọi là không gọi là Gia-cốp nữa mà gọi là Israel. Mà người Israel ngày hôm nay rất hân hạnh vinh dự lấy cái tên của ông tổ phụ đặt làm cái tên nước của mình. Tất nhiên cái ông cái giấc mộng ông trốn khỏi nhà mà ông La-ban đó thì Chúa cũng hiện ra và báo cho ông những cái điều tốt đẹp. Còn cái chuyện mà ở cái suối Giáp Bốc là chính Chúa hiện ra dưới hình dạng một người nam nhân để rồi đánh nhau với ông. Rồi cái trường hợp khác, cái giấc mộng khác đó là ông Giu-se đó, tức là con ông Gia-cốp đó. Bởi vì ông Giu-se là con cưng của ông Gia-cốp, tức là con của Bà-ra-ken đó. Rồi Giu-se cái gì ông Gia-cốp cũng cho Giu-se hết, rồi mai áo mới, rồi đủ thứ chuyện hết. Và đặc biệt là ông Giu-se ông hay nằm chiêm bao lắm, nằm mơ, nằm mộng, giấc mộng ông thấy. Ông nói mà thấy thì hãy kể cho anh em ở trong nhà nghe. Thì ông mới nói đi, em thấy em nằm ngủ, em thấy trong cái giấc mộng, cái giấc mơ thấy em đi với mấy anh gặt lúa ngoài đồng, cái mấy cái bó lúa đó của mấy anh đó, nó quỳ giống như quỳ lại bó lúa của em vậy. Mấy người anh tức đó, mày tính làm vua của tụi tao hay sao vậy. Rồi sau đó một cái giấc mơ thứ hai nữa là ông thấy nó kể cho cha của mình với mẹ mình rồi anh em nghe là mặt trời mặt trăng với mấy ngôi sao quỳ lại cái ngôi sao của em, cho nên bị người cha rầy, ông Gia-cốp rầy. Nhưng mà sau đó đó ông nghĩ đây là cái điểm Chúa báo trước và ông sẽ chờ cái điểm đó sẽ trở thành hiện thực. Tất nhiên nó còn nhiều lắm mà tôi chỉ nói ít thôi, nói nhiều thì nó sẽ quá dài. Thưa anh chị em, thường khi cầu nguyện với Chúa đó, ai trong chúng ta thì cũng cầu nguyện từ lúc nhỏ rồi, thì chúng ta xin cái gì? Chúa ban cho chúng ta sức khỏe nè, bình an nè, thành công nha. Tôi đề nghị chúng ta ngoài những gì mà chúng ta thường xin đó, chúng ta hãy noi gương vua Salomon, xin Chúa ban cho ta ơn khôn ngoan ngoài những gì mà chúng ta vẫn thường xin Chúa khi chúng ta cầu nguyện với Ngài. Thưa anh chị em, nhờ ơn khôn ngoan mà chúng ta sẽ biết thánh ý Chúa, sống đúng thánh ý Chúa, không có đi trệt đường lối của Chúa. Thưa anh chị em, điểm thứ hai là đáp ca Thánh Vịnh 89 đó. Chúng ta vừa nghe cha Phêrô Khánh hát đưa chúng ta vào khung cảnh của một nghi thức thống hối tại đền thờ Jerusalem sau khi từ chốn lưu đày ở Babylon trở về. Lời cầu lạy Chúa xin trở lại, Ngài đợi đến bao giờ, là một công thức tiêu biểu của nghi thức thống hối. Thánh Vịnh 89 là một lời cầu xin Chúa ban ơn hoán cải. Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Ơn hoán cải ở đây là gì thưa anh chị em? Thưa ơn hoán cải ở đây là sống theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa, nghĩa là thật sự biết đếm tháng ngày mình sống. Không phải ngẫu nhiên mà Thánh Vịnh 89 gửi đến cho chúng ta tiếng dội lại của bài đọc 1 hôm nay trích từ sách Khôn Ngoan. Và Thánh Vịnh này vừa tặng cho chúng ta một định nghĩa tuyệt vời về sự khôn ngoan, đó là biết đếm tháng ngày mình sống. Ở đây tác giả Thánh Vịnh cho ta thấy sự đối chọi giữa Adam và Salomon. Cả hai đều được Chúa tạo dựng để làm vua. Sách Sáng Thế cho ta biết Chúa dựng nên Adam để làm chủ vũ trụ thiên nhiên, còn vua Salomon được Chúa chọn để cai trị dân Chúa.
trong khi Adam kêu căng tự phụ, muốn biết hết mọi sự, muốn bằng Thiên Chúa, thì vua Salomon lại khiêm tốn, nhận biết mình kém cỏi, nên xin Chúa ban cho ân khôn mang, biết phân biệt phải trái. Thưa anh chị em, như tôi đã nói, vừa nói với anh chị em, đây cũng là điều mà mỗi người chúng ta cần xin Chúa ban cho chúng ta trong cuộc sống thường ngày, ban cho ơn khôn ngoan, nhất là biết đếm tháng ngày mình sống. Bởi vì chúng ta đâu có sống hoài đâu anh chị em. Một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về với cát bụi, trở về với bụi tro, mà ngày đó xảy ra lúc nào chúng ta đâu có biết. Anh chị em thấy trong cái cơn đại dịch Covid-19 này, có những người chúng ta vừa thấy đó rồi mất đó, buồn biết bao nhiêu. Nhiều cái thảm cảnh xảy ra trong các gia đình, chắc chắn cái vết thương đau này nó sẽ còn kéo dài lắm anh chị em. Cho nên xin Chúa cho mỗi người chúng ta, khi trong cuộc lữ hành trần thế này, trong cuộc sống đức tin thường ngày, chúng ta biết đếm tháng ngày mình sống và sống thế nào cho phù hợp với Thánh Đế Chúa, sống thế nào để khi mà chúng ta ra trình diện trước tòa Chúa, chúng ta không bị Chúa khiển trách nhưng mà được Chúa khen ngợi và tưởng thưởng. Thưa anh chị em, điểm thứ ba, bài đọc 2 trích từ thư Hebrew chương 4 câu 12 cho đến 13. Thưa anh chị em, bài đọc 2 hôm nay là phần cuối của một lời mời gọi luân lý kéo dài, trải dài từ chương 3 câu 1 đến chương 4 câu 16. Lời mời gọi bắt đầu bằng một sự so sánh giữa Chúa Giêsu con Thiên Chúa và ông Môsê tôi tớ Ngài. Cả hai đều trung tín với Thiên Chúa nhưng theo cách thức khác nhau. Rồi lời mời gọi lại phân tích Thánh Vịnh 94, nhất là các câu 7 và câu 8. Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, người phán các ngươi chớ cứng lòng như tại Meriba, như ngày ở Massa trong sa mạc. Sự phân tích cho thấy trong khi Chúa Giêsu người con trung tín với Thiên Chúa thì dân Israel lại chống đối Ngài. Kết cục là Israel không bao giờ được vào chốn yên nghỉ của Thiên Chúa. Một đàn thư Hebrew cảnh cáo độc giả đừng chống lại Thiên Chúa như dân Israel đã làm ngày xưa trong sa mạc. Đàn khác thư bảo đảm với họ rằng họ sẽ được vào chốn yên nghỉ của Thiên Chúa nếu họ luôn trung thành với Ngài. Trích từ Thánh Vịnh 94, thư Hebrew mời gọi độc giả anh em đừng cứng lòng. Chính ở chỗ này mà thư Hebrew so sánh lời Chúa với thanh gươm hai lưỡi. Chính nhờ lời của Ngài mà Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ càn khôn và nhân loại. Cũng chính nhờ lời của Ngài mà nhân loại dần lớn lên và đạt tới sự trưởng thành trọn vẹn. Cũng chính nhờ lời của Ngài mà Thiên Chúa mời gọi con người sống có trách nhiệm với vũ trụ thiên nhiên mà Ngài đã tạo thành. Lời sáng tạo của Thiên Chúa giống như một lưỡi gươm chia cắt ánh sáng và bóng tối. Lời giải thoát của Ngài giống như lưỡi gươm chặt đứt mọi tật xấu, mọi lỗi lầm trói buộc chúng ta trong vòng kìm tỏa của chúng, kiềm tỏ của tội lỗi, của tính hư nết xấu. Lời Chúa giúp chúng ta nên hoàn thiện, nên trọn lành như Cha trên trời. Thưa anh chị em, điều mà giáo hội mời gọi chúng ta khi cho chúng ta thấy cái tác dụng, cái sự hữu hiệu của lời Chúa trong bài đọc 2 là chúng ta hãy chăm chỉ, hãy lắng nghe lời Chúa, hay là hãy siêng năng đọc lời Chúa mỗi ngày trong gia đình và đem ra thực hành trong đời sống đức tin, để nhờ đó mà chúng ta trở nên những người môn đệ chân chính của Chúa, và nhờ đó mà chúng ta trở nên những sứ giả của tình thương, những sứ giả của Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương. Và cuối cùng thưa anh chị em, bài tin mừng Marco chương 10 câu 17 cho đến 30 tường thuật về cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu với người giàu có. Thưa anh chị em, đối với chúng ta, những người Kitô hữu đó, điều gì thật sự có giá trị, điều gì thật sự có ý nghĩa trong cuộc lữ hành trần thế này? Của cải chăng? Danh vọng chăng? Quyền lực chăng? Tất cả sẽ chấm dứt với cái chết của chúng ta. Chết lúc nào chúng ta đâu có biết. Và ở đây cái câu chuyện đó, cái người giàu có đến gặp Đức Giêsu xác tín rằng có một sự sống đời đời sau cuộc sống trần gian hôm nay, đó cũng là niềm tin của chúng ta anh chị em. Có sự sống đời sau. Anh có nhiều của cải lắm, có thể nói anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng anh cảm thấy mình có trách nhiệm với cuộc sống tương lai, cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Anh hỏi Đức Giêsu anh cần phải làm gì để có được sự sống đời đời.
qua cuộc đối thoại với Đức Giêsu, ta thấy anh là một người tốt, tuân giữ cẩn thận những gì lề luật dạy bảo từ nhỏ. Nhưng khi Đức Giêsu khuyên anh bán hết tài sản và bố thí cho người nghèo rồi đến theo người, anh buồn rầu bỏ đi vì không thể làm theo lời khuyên của Đức Giêsu được. Anh không thể bán tất cả của cải mà anh đang có. Thưa anh chị em, lời khuyên của Đức Giêsu quả thật là rất khó thực hiện trong đời sống đức tin thường ngày. Nhưng trong lịch sử 2000 năm của giáo hội, có những Kitô hữu đã bỏ tất cả để dấn thân theo Đức Giêsu trên con đường thập giá, và có những người đã vui lòng hy sinh cả mạng sống của mình để nói lên quyết tâm theo Chúa đến hơi thở cuối cùng. Có thể có nói những người bỏ tất cả để theo Chúa, nó nhiều lắm trong lịch sử giáo hội, nhiều vị thánh lắm, nhưng mà tôi chỉ nói một vài vị thôi. Bởi vì nói dài quá thì nó sẽ dài, bài giảng dài lắm. Ví dụ như Thánh Francisco Assisi mà chúng ta mới mừng ngày 4 tháng 10 đó, một công tử con nhà giàu đấy, con của một ông chủ, một doanh nhân buôn tơ lụa giàu lắm anh chị em, thì sống rất là gọi là thoải mái. Nhưng mà một khi được Chúa gọi trở lại rồi, Thánh Francisco của chúng ta từ bỏ tất cả anh chị em, từ bỏ hết tiền bạc danh vọng của cải, từ bỏ hết. Và khi người cha, nghĩa là muốn từ bỏ tất cả, muốn đi tu đó, thì người cha không có chấp nhận, nhốt Francisco trong một giống như một cái lồng sắt vậy đó, một cái phòng rất nhỏ và có chấn song sắt. Khi mà chúng tôi đi đến Francisco chỗ Assisi nhiều lần đó, thì viếng ra cái nhà của ngày xưa, cái chỗ người ta chỉ chỗ này, hồi xưa Francisco bị người cha nhốt ở đây nè. Rồi khi người cha mời Đức Giám Mục của giáo phận đến, thì trước mặt đông đủ gia nhân rất nhiều người, người cha nói bây giờ con muốn đi tu ha, không có muốn cái nghiệp cha ha, trả lại cho cha tất cả những gì mà cha đã cho con, trả hết. Đang mặc bộ đồ này, cởi bỏ luôn, ở trần ở truồng trước mặt mọi người. Đức cha đó, ngài thấy ngại quá, ngài lấy cái áo choàng ngài choàng cho Francisco. Cho nên thấy là Francisco quyết tâm đến mức nào, bỏ tất cả mọi sự để mà theo Chúa. Hay là Thánh Ignacio Loyola, vị thánh sáng lập dòng tên Chúa Giêsu đó anh chị em, một hiệp sĩ hào hoa ở miền Basque bên Tây Ban Nha đó, nhưng một khi được ân quán cải được trở lại, bỏ tất cả mọi thứ anh chị em, và ăn mặc xin cái thay đổi cái bộ đồ với người hành khất đó, đi ăn xin rồi làm rất nhiều việc khác. Nhưng mà sau đó chúng ta thấy ngài trở nên một vị thánh lớn, và dòng tên Chúa Giêsu đó đã giúp ích rất nhiều cho hội thánh. Và tôi hay nói đi nói lại để cho chúng ta nhớ rằng dòng tên giáo hội công giáo và cách riêng là dòng tên Chúa Giêsu đã đóng góp vào cái nền văn hóa của Việt Nam chúng ta rất nhiều. Đóng góp cái gì? Chữ quốc ngữ ngày hôm nay. Thưa anh chị em, các cha đi trước cha Alexander Roth đã sáng tác rồi. Cha Alexander Roth là cái người có công hoàn thiện, chứ không phải ngài là cái người gọi là ông tổ chữ quốc ngữ như người ta nói đâu. Và ở đây nè, sau lưng nhà thờ Đức Bà, trước sở ngoại vụ, đường Alexander Roth đó, bên đây là đường Hàng Thuyên á, thành phố vẫn tôn vinh hai ông tổ, một ông tổ chữ nôm và ông tổ chữ quốc ngữ anh chị em. Cho nên chúng ta phải cảm ơn các cha dòng tên. Trở lại cái chủ đề người giàu có khó vào nước trời, cách đây mấy tuần thôi tôi đã chia sẻ với anh chị em rồi. Ta phải hiểu thế nào về lời của Đức Giêsu, người ta giải thích nhiều cách lắm anh chị em. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Con lạc đà thì nó khổng lồ mà chui qua cái lỗ kim chui sao được. Có người hồi xưa mấy nhà chú giải ráng tìm cách giải thích là ở bên thành Jerusalem có một cái cửa nhỏ xíu mà lạc đà chui qua đó. Không phải anh chị em, không phải như vậy. Đây là cái kiểu nói khoa trương, thẩm xưng, rất quen thuộc bên Đông Phương, chứ không phải là cái đó là cái kiểu nói như vậy đó anh chị em. Cũng như cái kiểu mà chặt tay chặt chân móc mắt đó, chúng ta đâu có, Chúa đâu có biểu ta làm như vậy đâu, nhưng mà đó là cái kiểu nói khoa trương. Chúng ta phải lánh xa dịp tội thì mới không phạm tội được. Ở đây người giàu có khó vào nước trời, nhưng không phải là không được. Chắc chắn là có nhiều người vào nước trời nếu những người giàu có đó luôn có một cái trái tim vàng, luôn luôn mở rộng con tim, mở rộng đôi bàn tay giúp đỡ những người nghèo khổ, những người bất hạnh, những người đó rất bần cùng ở trong xã hội. Hay là những người
luôn luôn quảng đại đóng góp vào việc công ích chung của giáo hội và của xã hội. Những người đó, thưa anh chị em, vẫn được Chúa tưởng thưởng xứng đáng chứ. Thiên tài tổng giáo phận của chúng ta Sài Gòn xưa và nay đó. Lần trước tôi có nói về ông Nguyễn Sĩ đó, tất nhiên tôi không có nói hết vì nó dài lắm. Nhưng mà cũng có người thắc mắc hỏi lại, nghe nói ông Nguyễn Sĩ là liên hệ thế nào với ông Bảo Đại, ông vua Bảo Đại đó. Tôi xin nói thêm một chút anh chị em nhé. Ông Nguyễn Sĩ đó là ông ngoại của bà Nam Phương Hoàng hậu, tức là vợ vua Bảo Đại. Mà khi mà hai người cưới nhau đó, thì nghe nói gia đình ông Nguyễn Sĩ cho của hồi môn cho bà Nam Phương họ là 1 triệu đồng đó. Hồi đó nhiều lắm anh chị em, một vả lúa có mấy cắc à, 1 triệu đồng nhiều lắm. Ông đã đóng góp rất nhiều cho giáo hội, cho tổng giáo phận thành phố này, cho tổng giáo phận Sài Gòn này, 600 mẫu cao su ở cái vùng Phú Thọ Hòa đó. Rồi nhà thờ Chợ Đuổi, nhà thờ Nguyễn Sĩ, nhà thờ Hạnh Tông Tây con ông xây, rồi nhà Kính, nhà thờ Thủ Đức, nhiều lắm anh chị em, nhà thờ Chí Hòa. Đấy, ông đóng góp rất nhiều cho giáo hội và giúp đỡ rất nhiều người nghèo, thưa anh chị em. Cho nên á, ông Bảo Đại, nhiều khi tôi, anh chị em biết, ít biết, ít người biết cái điều này, tại tôi chỉ nói ở trong cái lễ mà rửa tội Tân Tòng thôi. Ông Bảo Đại sau khi mà thoái vị đi sang Pháp ở đó, bà Nam Phương Hoàng hậu qua đời vì bệnh đau tim. Sau đó ông đi một bước nữa với một người phụ nữ Pháp tên là bà Monique. Và chính nhờ cái gương sáng đời sống của bà này, mà lúc nào đó ông Bảo Đại không biết, ông đọc thánh kinh, ông học giáo lý lúc nào không biết, nhưng mà ông xin một cha sở ở Paris, ở giáo xứ Via de Choisy ở Paris đó, ông viết thơ ông xin được rửa tội trở thành người Công giáo. Cái chuyện đó là chuyện không ai ngờ anh chị em nha. Và sau đó ông trở lại đạo, và khi ông đã lãnh bí tích thánh tẩy, ông trở thành người Kitô hữu rồi. Mỗi chiều thứ bảy ông và bà Monique cả hai đi đến cái nhà, cái nhà nguyện gọi là Chapel là La Médaille Miraculeuse, nghĩa là cái nhà nguyện ảnh phép lạ của các gọi là nữ tu, gọi là bác ái Vinh Sơn đó, tu hội bác ái Vinh Sơn ở 140 Rue de Bắc. Hai ông bà chiều thứ bảy nào cũng đến đó đi lần chuỗi mân côi đi lễ. Và khi còn sống đó, thì hai ông bà được giáo Đức Giáo Hoàng John Paul II tiếp kiến ở bên Roma trong điện Vatican. Và khi ông Bảo Đại qua đời đó, thì Đức Giáo Hoàng đã giao John Paul II đó, giao cho vị quốc phụ khanh lúc đó viết cái thư chia buồn. Và khi ông chết đó, thì ông được an táng ở trong nghĩa trang Bassy ở bên bên Pháp. Tôi nói thêm chút đó để anh chị em biết. Còn cũng tại Tổng giáo phận Sài Gòn chúng ta, thưa anh chị em, Đức cố Tổng Phao Lô Nguyễn Văn Bình đó, khi ngài bước vào tuổi 80, 1 tháng 9 1990 đó, dù tuổi đã cao như vậy, sức đã yếu, nhưng ngài đã quyết định xây dựng 3 cái công trình và giao cho cha An Tôn Mạnh là cha sở của tôi gia đình đứng đầu, tôi và cha Giuse Đinh Tất Quý là chịu trách nhiệm thực hiện. Nhà hưu dưỡng linh mục ở Chí Hòa chúng tôi xây xong năm 92, nhà khách và văn phòng tòa tẩm giám mục là năm 93, nhà hành hương bảy dâu 13 năm sau khi Đức Tổng Bình qua đời, ngài qua đời 1 tháng 7 95, thì 13 năm sau chúng tôi mới xây dựng được. Tôi xin giấy phép, anh chị em xin cái sổ đỏ đó 17 năm, xin giấy phép 18 năm thì mới được. Nhưng mà tôi kiên trì và tôi xin. Và thú thật với anh chị em đó, tôi hết sức là khổ sở, bởi vì không có kinh phí mà mở miệng mà xin tiền thì nó mắc cỡ lắm anh chị em, ngại lắm, nói thật lòng như vậy. Nhưng mà tôi cầu nguyện thôi, xin Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse, Đức Tổng phù hộ cho con để con thực hiện những gì Đức Tổng muốn. Mà rồi thì Chúa cũng ban cho người này người kia giúp đỡ cho tới ngày hôm nay nè. Cái công trình ở Bảy Dâu đó anh chị em, nhà hành hương Bảy Dâu đó, có những ân nhân giúp đỡ mà tôi tới giờ cũng không biết là ai nữa, họ ẩn danh nhưng mà giúp đỡ rộng rãi. Nhờ đó tôi có thể thực hiện được lời trăn trối của Đức cố Tổng giáo mục Phao Lô Nguyễn Văn Bình. Bây giờ ở đây hiện tại nè, cái lời trăn trối của Đức cố Tổng giám mục Phao Lô Bùi Văn Độc là đại trùng tu ngôi nhà thờ chính tòa Đức Bà thân yêu này, kéo dài tuổi thọ 100 năm nữa để những thế hệ mai sau vẫn còn hướng dụng. Anh chị em biết tòa
tổng giám mục thì đâu có khả năng tài chánh. Tôi thì là chỉ một lục thành viên trong linh mục đoàn thôi, nhưng mà nhờ sự quảng đại đóng góp âm thầm của những ông bà anh chị em ân nhân ở tại các giáo xứ và ở trong nước cũng như ở hải ngoại, và có một vài anh chị em ở giáo phận khác nữa cũng góp phần vào đây, cho nên tôi luôn luôn biết ơn các ân nhân, những vị đại ân nhân đó đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều để tôi có thể hoàn thành cái công trình này trong nhiều năm nữa anh chị em. Rồi cái cơn đại dịch Covid-19 này xảy đến thì làm đảo lộn hết, đảo lộn hết. Rồi tôi cũng biết ơn về phía bên kỹ thuật tập đoàn Monument, hay là những người khác, tới nhiều anh mắt Vinlem chẳng hạn, những người nước ngoài đã có thể nói là sống chết với công trình trùng tu này. Không có những người đó làm sao chúng tôi làm được anh chị em. Cho nên, và những cái công ty mà thi công cũng vậy nè. Cho nên tôi nói như thế đó để anh chị em thấy có những người ân nhân rất quảng đại và rất âm thầm, nhưng mà tận tình giúp đỡ để cho cái công trình đại trùng tu nhà thờ Đức Bà này có thể hoàn thành như mọi người mong đợi. Tôi vẫn cầu nguyện như vậy, nhưng mà nó còn dài lắm anh chị em, bởi vì càng vào trong mới thấy nó càng khó khăn và hết sức phức tạp. Cho nên tôi xin chị em, anh chị em, đặc biệt là cái lời cầu nguyện. Cho nên thưa anh chị em, bán hết của cải thì chắc chúng ta làm không được, trong thực tế là như vậy. Nhưng điều chúng ta xin Chúa cho chúng ta sống tinh thần nghèo khó của tin mừng. Tiền bạc của cải chúng ta có do lao động lương thiện, hãy chia sẻ cho người nghèo khổ bất hạnh, hãy góp phần vào những công việc chung của giáo hội và xã hội. Làm như vậy thì chúng ta tạo cho mình kho tàng trên trời và trở nên người môn đệ chân chính của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.